chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Niềm đam mê và sự nhiệt huyết luôn có sức mạnh kỳ diệu, nó giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Nhưng để duy trì được cần có điều gì? Đối với team Minh Phụng Music, dù là trời tối hay buổi sáng sớm, tụi mình vẫn nhiệt huyết lên đường bàn giao những cây đàn chất lượng nhất đến khách hàng. Mời các bạn đồng hành để biết được model nào sẽ được team giao đến cho gia đình anh khách tại Hóc Môn nhé. Hiện tại team Minh Phụng Music đang bắt đầu đưa đàn xuống để chuẩn bị vào nhà của khách. Chiếc piano được đội cẩn thận đưa lên các bậc tam cấp, và cuối cùng thì siêu phẩm U1E đã vào trong nhà khách. Không gian bên trong với sự xuất hiện của Yamaha U1E là điểm nhấn hoàn hảo, tôn vinh vẻ đẹp làm nổi bật không gian của căn nhà. Các anh nhân viên đang lắp ống sưởi vào đàn, đồng thời giải thích cách dùng cho anh. Quà tặng đi kèm hấp dẫn sẽ gồm có ghế piano Thunder màu đen, khăn phủ phím bằng vải gấm, khăn phủ đàn bằng vải nhung với tất cả các model piano cơ Yamaha. Mua tại Minh Phụng Music thì chính sách hấp dẫn dành cho các bạn sẽ gồm có bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, và bé đang test các phím đàn trên cây piano được ba mẹ mua để học nhạc. Trong khi bé đang tập vài bản nhạc trong sách thì nụ cười của em chính là lời đánh giá hoàn hảo về chất lượng cũng như sự yêu thích của em dành cho cây piano này. Ba em có chia sẻ với tụi mình rằng lúc đầu anh tìm hiểu theo lời cô giáo về model đàn điện Custman KS1 Bluetooth và thấy rất hài lòng. Tuy nhiên mong muốn đầu tư lâu dài cho bé một sản phẩm chất lượng nên anh đã liên hệ bên mình và lên hẳn cho bé em đàn piano U1E. Chiếc đàn cơ này mang vẻ ngoài ấn tượng bởi bộ ba pedal đồng, má vàng tạo sự tinh tế, bàn phím với độ nhảy cao, dáng thiết kế upright thẳng đứng cùng lớp sơn phủ đen bóng, nổi bật logo Yamaha, mã vàng tỉ mỉ. Sau đây là vài thông tin thú vị về Yamaha U1E. Chế đàn bằng thép ít carbon, bộ đàn bằng lông cừu, cấu trúc khung sườn và sao bo bằng gỗ vân sam, khung đàn bằng gang độ bền cao. Bộ máy đàn chia làm hai khoang âm thanh rộng, duy trì tính ổn định của sắc thái âm thanh. Vậy là buổi bàn giao piano U1E đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé.